Wow, hi, hello anh em và chào mừng anh quay trở lại với channel của sĩ. Và hôm nay thì reset rank anh em ơi. Vít này là chắc là vít cuối cùng của mùa cũ nên là mình sẽ up nốt cái vít này lên. Và mai thì mình sẽ bắt đầu đánh rank mới nhé anh em. Rank mới. That is sick, doing you right. In movies, but we ain't seen a thing tonight. I can bench press 40 gold bars. Rack 2 này chơi cũng được anh em. Chơi cũng được. Cho rác đồ đi, rác khá tím. Check phát nào, check phát nào. Mình xin đôi được bạn này này. Xin đôi được không ta? Xem. Xin. Ui, xin trượt rồi. Sao? Math class. Làm đi hai thì nó này đi tạm ra đây. Lấy thêm con một con Vio cũng được mà, dù mình thấy hai con quy len hơn. Đây nhá, nếu mà thắng thì mình sẽ bán con Vio, còn thua mình bán hai con quy len nhá. Chắc là vậy. Mình gặp bạn xin luôn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ gặp bạn nào nhỉ? Thắng được không ta? Chắc tống khổ à? Nghĩa Billy 2 cũng đá được khá là nhiều máu của con Floor kia đó. Mình nghĩ là thắng được thôi. Cái gì? Cái này đi. Tiếp được con Quillen 2 nữa, con Quillen 2 nữa. Không, mình có lấy con Vera về, mình lấy con Vera đi. Lên nó tạm đi. Floor này xiên sớm à? Chắc cho bạn này xin sớm rồi vậy. Đành phải vậy thôi vậy. Mass class. Có cái đồ này thì cũng chưa biết đánh gì đâu nè, cứ chờ thêm một vài đồ nữa nhé. Bây giờ phù chú đầu game khá là khỏe vì đầu game ít hắc ám này, ít truy hồn này. Flo nè, nhà tê lấy nhá. Cái tạm thời này. Đồ chôn nhẹ. Mong một floor 2 anh em ơi, một floor 2 ném hai đồ này cho nó cũng khá là ok. Em nào đánh gì? Voi. Thế mà độc sĩ à? Khó nhỉ, khó nhỉ ta. Thêm con đấu sĩ, thêm con Vera tạm là nó không biết thêm con gì. Thêm con đấu sĩ cũng được, nhưng mà đấu sĩ thì trông hơi phế, mình cần một con đứng ở dưới. Thì con đứng ở dưới mình có thể chọn mình một trong mấy con này, thì chắc con Vera là con ok nhất rồi. Chắc vậy. Floor thương à, căng vậy. Floor mình xin đôi nè. Xin đôi được không nè? Xin không được rồi. Mang Vera ulti được một phát anh em ơi. Ok, ulti được một phát. Thế là cũng được rồi. Mãn nguyện rồi. Ok.
Mũi thế nhỉ? Nhưng mà đồ nó chôn chôn này thì cũng chưa biết là sẽ đánh gì đâu anh em ơi. Tạm phải chờ thêm khá là một chút thời gian nữa. Nhưng mà có thương thì khả năng xoay hạ ám cũng được. Cứ đánh thú cũng không có vấn đề gì đâu. Đánh thú vẫn ok nhá. Con này đi. Con Vera này, con Hayate này bao nhót đã nhá. Con thú này thì chắc là mình lấy hai con này ta. Hai con Noman ta. Đấy, hai con pháp sư nhỉ. Hai con này cũng tín. Mình cũng không cần thiết lắm. Chắc mấy con kia cần thiết hơn. Phát đấm, ok, hồi máu lại các thứ đi. Trong hai pháp sư để thế thôi, nhưng mà nó cũng ra ra ngô ra khoai một tí đam đó em. Giá ưu tiên một phát nữa không? Xiệt, ok. Chắc mình bán tạm một con Vio mua lại được. Xong cần thì mình thêm con pháp sư nữa. Nếu mà có lên một con floor 2 được không? Lên 3 pháp sư à? À 3 phù thủy à? Ziu đó này. Nói cho lúc chưa có gì mình sẽ kẹp hai bạn nguyên tố ở đi. Không biết đánh gì. Đến đây được. Cho bạn cầm thương nào đấy. Chứ kẹp hai con phù thủy này trông nó cũng hơi buồn cười. Đấy bị bung cười. Góc này khá đẹp này. Floor. Để đây. Âm ly đứng đây nhé. Đây ok rồi. Và mình sẽ up cấp lên xem ra tướng gì, xem ra đồ gì nữa. Chắc chờ vùng 9 vòng 10 xem ra đồ gì nữa mình quyết tiếp nhé. Ai à, lâu đủ tí đau thế. Chắc chắn ván này thua rồi em ơi. Chồng lại không có cửa thắng rồi, con lau bên kia đổ nó gớm nó ghét quá. Đấm con lau được không? Rồi không được đấm luôn. Lau đổ gớm ghét quá. Còn định may thế nhỉ, con thổi đúng góc còn cái thương mình bay xuống. Why hell. Mũi ơi đừng đốt tao nữa. Tha tao đi. Hai con già nhưng mà không có con Yon nào. Trận này Yon hơi khó. Ma lốc bỏ hai con già đi. Em con Vera này đi. Đó, tạm thời con ma lốc. Không để làm gì. Có thêm một đấu sĩ là sẽ vui. Floor đi. Floor may ra là nhảy được một phát giết được một mạng. Bắt con Vio. Ê không được rồi, xiên này. Diện, ok. Rát đấm được không? Rát đấm hết à? Một bạn này. Duty được một phát này. Không chết Vio nhưng mà pha sau rát đấm mà chết. Rát đấm một phát thứ hai này. Đấm lâu quá anh em, không có pháp sư, không có bán thần gì. Cho nó đấm nhanh hơn một tí rồi. Hòa cờ nhưng mà thua. Chuỗi thua 2. Voi 2, căng vậy. Lau giờ này mới ra. Phoenix kia cũng muốn lấy anh em ơi. Một voi đi, cứ chơi voi chỗ này mà. Nó lại phải đánh cái đội hình mà chúng ta thường hay đánh rồi anh em ơi. Dễ là vậy rồi, bởi vì nó ra đồ toàn đồ thủ, mày ra một cái thương như kia thì có thể vẫn kẹp hắc ám được, nhưng mà vẫn phải kẹp với cả hội này. Rồi kẹp hội này chắc luôn rồi. Malok mình nghĩ là không. Malok 2 yên tâm hơn. Malok 1 thì chắc không nhảy được đâu. Bán thần thì thôi, chơi bán thần nhá. Thần nhá. Mà lọc ở dưới đi. Thương này cho con Rat à? Rat cũng được, Rat bây giờ nó gọi có pháp sư nó đá đá được mấy phát. Hay cho Malok 3 đồ nhỉ? Malok 3 đồ nhảy một phát ở giữa à?
Thử xem sao nhé. Trách thương à. Trách rồng, trách thương. Rồng bạn này thổi giữa khá đẹp này. Trong góc đúng không ta? Này đi, thử này nhé. Mà nó cũng đánh nhảy một phát được không? Gần như nhảy một phát thôi cũng khá là gánh rồi mà. Ôi ôi, bạn Ma Lốc ơi. Trông có vẻ đặt niềm tin sai chỗ rồi anh em ơi. Giật quá, giật quá. Xin đồ nhá. Đây đi. Yon 10 con. Có phải nhiều bạn Yon đó. Ok, thôi tạm thời này nhá. Trông vẫn hơi lỏ em ơi, quả rồng thổi giữa đẹp thế. Thương đáy. Này đi. Thời này. Má con muỗi cứ đốt tôi anh em ơi, không tập trung chơi game được. Rồng thổi giữa rồi này, Ma Lốc nhảy luôn, né đam. Ôi không né đam. Hai nhảy hạnh. Chắc chuyện thua 4 anh em ơi. Xin ôn rồng được không? Xin ôn rồng rồi. Rồng 2 à, bạn này đập thể đáng sao sao ấy sớm vậy. Mình bạn này, ui làm gì một mình bạn này cầm 3 con rồng luôn á. Có chuyện đấy luôn à. Điều chuyện đấy. Xin một con rồng đi. Nhót 2, 3 Piu và piu. Mày nhót luôn. Tạm thời này đấy nhá. Mấy con thú này lên chết trước đấy nhá. Đường bắt đáy nhá. Mình vừa gặp bạn rồng thổi giữa rồi đúng không? Mình không lo bạn nào bạn ấy đâu đúng không? Floor này. Lo bạn gặp bạn rồng thổi giữa nữa này. Có bạn lau thổi giữa cũng khá là tín nhưng mà con lau đấy thì sẽ bị con floor mình làm phiền đúng không? Không, nó chả làm phiền được cái quái gì, con lau nó vẫn nhờ nhầu mấy phát rồi. Ma Lốc sẽ nhảy được 2 phát anh em ơi, mong là vậy. Ai biết thế trò giáp của mệnh cho Ma Lốc anh em ơi. Đồ, hai đồ này yếu. Nhưng mà không sao, không sao, không sao. Vinchana sẽ gỡ lại sau anh em ơi. Thường ta có thể đánh tinh linh cũng được. Tinh linh được, lấy keo sớm đi. Keo sớm đến tinh linh. Ma Lốc tinh linh. Bắt đầu chôn rồi đấy, Rồng này không có đồ anh em ơi, không có đồ thì trông buồn cười của ta. Đây, nhưng mà không có con kia. Oh shit bro. God. Có con kia em ơi, con này mình cần. Con floor kia vẫn cần cái giáp bổng mệnh kìa. Ghét thế. Hay nhỉ. Chắc ngắt chuỗi thua ở đây thôi. Ngắt được không? Không ngắt được cũng được nhá. Không ngắt được cũng không áp lực đâu anh em ơi. Thua cũng được mà. Không áp lực đâu. Hai này bán này. Bùm ban đùm này, đỡ phải khóa ban đùm. Sách cánh cho teo nhé. Mình cần con QC phát. Này teo cần. Trông mỗi yên tâm không nhỉ. Rồng nắp cũng hơi muốn giữ lại nữa. Hên. Thôi bỏ dòng nắp đi. Này về. Justice reigns supreme. Hereafter, your heart only beats for me. Anh
ra đồ cho Malok, Malok mày hơi lỏ ta. Các bạn lại Silica này, được đấy, được đấy, được đấy. Mình nghĩ con Silica này là một con bài khoái khoái khẩu của mình ấy. Nhưng mà nó lại không có đồ gì nhỉ? Thôi thôi con Thane đi. Con Thane nó có một cái thương có khi cũng... Cười nhá. Biết đâu lại là một ý tưởng lớn anh em. Ý tưởng lớn. Quá lại Sephira nhưng mà sẽ lên nốt đi tìm con Malok phát. Hereafter, your heart only beats for me. Ôi con Malok, ui dồi ôi Malok ơi, em đánh thế thì chết anh rồi. Đánh này chết hết rồi anh em ơi. Sau thú ba ma kẹp một teo à, kẹp silica đi nhỉ, kẹp teo làm quái thì ra xem có thẻ gì không, không có thẻ gì mình silica luôn này, vứt bà con teo luôn này. Ê nhưng mà thôi ai lấy cái đấy, kiếm có choi mà. Từ mình tính nhóc xử ra này vậy. Phá sứ này thôi. How shall you please me? Mà lúc 2 phát đơm nhẹ nghe nhẹ. Chết rồi. Ê, 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 ê. Xem bao nhiêu thánh đồ nhá, mình đang định xem thánh đồ, một thánh đồ thôi anh em ơi. Chơi được, đi choi. Choi chắc cho... Cho gì nhỉ? Bán Vera thôi. Sao nhỉ? Không ra Malok nhỉ? Mãi bây giờ mới ra anh em ơi! Thôi được rồi, ra. Bây giờ ra tốt rồi. Floor xin luôn à. Không chết được đâu. Né mấy con floor đi phát cho con mà lúc sang bên này cũng không yên tâm ấy, cho mà lúc ở giữa đi. Mà lốc vào giữa trông còn tín hơn anh em ơi. Bon cát nhảy. Ôi ôi mà lốc nhảy được. Silica ulti lâu quá. Mà nó không bắn được phát nào kìa. Đần thế nhở. Nhiều lúc chơi Silica cũng thấy hơi hơi đần đần đi thoảng không biết tại sao. Rồi nó ngáo thế. Bây giờ thích nào. Hai con thú này mình vẫn chơi được đúng không? Okay. Chơi Silica được nhé anh em. Hoặc là mình ném sứ bà con này xuống đi. Góc khá mượt này, cho Malok ở giữa đi. Bắt được con Nakot này. Cho nó cái thương xuyên phá về, cho nó cái 20 mana cho nó sớm. Sớm bung ti anh em này, mình nghĩ thế cũng ok lắm. Mà này gặp Yon này hơi hơi lò này. Con cát vẫn nhảy được, còn giáp một mệnh nhá, không sao đâu. Nhảy. Chém. Chưa có truy hồn nhưng mà nhảy được hai phát. Nhảy. Thành đồ nó rồi. Nhảy. Chém, chém, nhảy phát nữa. Chết luôn vòng cát được. Nhảy phát nữa. Ok, đi bọn này. Mình cũng sắp đi luôn nhưng mà cũng đi bạn á. Chế độ vả nhau lấy đồ à? Ờ bây giờ mình bảo. Bây giờ mình bảo thì quá muộn rồi. Malok cần đồ. Bây giờ mình tự nhiên.
ra được thủ cho Celica này, ra tông cổ Malok này, thương mình sẽ ném cho Malok đi, và huân chương hải thần mình ném cho Malok cần này, ra phụ mệnh cho Malok này, thuẫn này, để cho nó cái thương đi, dùng đáy đi, ba đồ thủ cho Celica đi, mặc dù trông nó hơi buồn cười nhưng mà nghĩ hiệu quả lắm. Trông ổn lắm nhỉ, ba đồ thủ nó ulti lâu ấy nhỉ, cho nó hai đồ này xong cho nó bay xuống dưới. Bay xuống dưới nó cầm thêm một cái thuẫn hoặc một cái gì đấy. Nhưng mà cái huân chương này phải cho con này mới ổn. Truy hồn cho Celica. Đối thủ ai cho con này anh em? Red nộ này, cắt bay xuống đáy đấy. Mà lốc bay xuống đáy đi, tin tưởng mà lốc bay xuống đáy là tốt nhất. Tại kiểu không có cái gì ổn hơn là mình phải cái huân chương này nó cho con Celica không hợp bằng con Malok. Mà đã cho cái đấy cho con Malok rồi thì nên để cho nó xuống dưới đáy nó tanh. Má nó nhảy mình. Upon melancholy, there's a place for me. Không có rổ Celica, chắc không chơi Celica được. Và chúng ta sẽ phải đồ cho con cho tặng Gret đã. Đại cho Gret này. Đại đây luôn đó nhá. Vera cũng đã cho Quest á. Ờ nếu mà có thêm môn đi ok, vẫn ok này. Mình vào này đi là mình lấy thêm đồ không nhỉ? Theo lý thuyết là thế không? May nhở, trận này may vãi. Nhiều điều may mắn nó xảy ra đến mình. CK trận này không ai chơi đâu, mình cũng lên được 2, lên 3 ok thôi. Lên 3 thì hơi khó, lên 2 chắc là ok. Truy hồn cho một con Vera cầm một cái này thuẫn sẽ cho con thuẫn cho con Celica, một cái thuẫn cho con Vera. Thế thì cho cái thuẫn cho con Gret rồi cho cái này cho con Gret luôn đi. Quái gì ta, đúng không? Và chúng ta sẽ lên con Gret 2 một chút nếu được. Cách thương con cá bắt đáy bên kia thôi, có gì toàn bắt đáy bên kia thôi. Đấy, khá là thích bắt đáy bên kia. Crest này, cần Crest này đó, cần Crest lên 2 anh em đây. Đây là Celica 1 thôi đó anh em. Bạn đang chơi game rất là ok đây. Chưa có thấy có vấn đề gì đâu. Thêm một tướng nữa, chả thêm gì nhỉ, thôi bán xử đi nhỉ. Xử đi không? Yeah, kiểu thêm nữa chắc là thêm con Lily. Tạo thêm được con Lily không? Đây là con Crest 2 không? Dây cuối mình đập vào nhá. Quả này thì có thể mình sẽ thường bắt đáy hai bên này. Thì đứng giữa đi. Malok nhảy được này, còn giáp hộ mệnh cho Malok nữa. 2 nhảy, 3 nhảy,
À đồ cho Crack nhé. À mình ném đồ cho Crack rồi nha. Nãy giờ ném đồ cho Crack rồi. Ok, bạn ơi đi. Quáng kết thúc cuối mùa một cái trận nó thắng được không nhỉ? Thắng được không ta? CK 20.000 đam. Up on melancholy hill, there's a place for me. Thợ săn quỷ à? Thợ săn quỷ không sợ bằng mấy nhà kia đâu. Thợ săn quỷ cùng chiến à? Thợ săn quỷ bán thần à? À lạ cái. Thì lạ quá. Mau đi. Chắc thêm con Lily nếu mà cần, nếu được. Được thêm con Lily. Trận này khá may mắn để vào được thêm 4 đồ anh em ấy. Có thêm 4 đồ nó uy tín hơn hẳn. Thánh luôn này. À, mình sẽ cần mua mấy con rẻ tiền về đã. Và mình sẽ cố gắng lên con CTK 2 với cả Manok 3 nếu có thể, và con Von Cat 2 nữa. Các thứ này trước đó nhé. Ờ, này sẽ cho Crest à. Sách thường, thường bắt đáy bên này, thường bắt đáy bên kia. Thường hai bên anh em ơi. Chơi kiểu này đi. Hơi lắp lỗi. À, tự săn quỷ nhà này điên. Và giáp bổ mệnh của Von cho Malok anh em ơi. Von Cat 1 hơi yếu. Nhưng mà con Crest với con Malok mà Von Cat mình vẫn đang chơi anh em ơi. Con Cat mình có giáp bổ mệnh nhá, vẫn chơi được nhá. Rồi xong mất cái truy hồn này. Đang chỗ này đi anh em ơi. Nếu không giết được Von Cat là đi. Liều rồi. Thế mình vội quá. Ui. Đi vẫn đi. Tiếc quá. Ở đấy mình quên mất con Celica, mình quả đấy đẩy tướng chưa xong. Nhưng mà thôi, trận đấu này cũng cuối mùa, kết thúc cái mùa này đi cho nó kết thúc. Xem nốt nhá. Quả đấy mình đánh hơi lỗi đó. Đang chưa xếp kịp. Đang chạy phong cát lên đấy, xong rồi một con ở dưới đáy. Con bên kia né nốt cái thương bạn kia, thương bạn này ra đáy mà. Lẽ ra đánh thú phải thắng nhà thợ săn ấy. Đánh lỗi quá. Quên mong lên CK2 ngồi bận. Xếp tướng mà vội quá không xong. Thôi bạn này đi rồi. Nhà bán thần này ném điên ấy. À không, chưa đi này. Con cát lại càn được vào đây này. Cân kèo nhưng mà bạn có 5 máu, bạn 15 máu. Hên xui thôi nhỉ. Bạn này ngon này, bạn thú này ngon này. Thôi xong, bạn thú này cạt cho 15 máu khéo cũng đi. Đó, lẽ ra thú phải thắng nhà này đó. Xong rồi nhà mình lẽ ra phải thắng nhà này con cắt 2 thì cũng chưa biết nhưng mà. Cũng hơi tiếc. Vậy thôi anh em ơi, mình kết thúc rồi. Em thích tiếp trên này, hãy like, subscribe và gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye anh em. Chào mọi người.